Chánh văn. Khi Bồ Tát bố thí tai mũi như vậy, tâm thường vắng lặng, điều phục các căn, cứu giúp chúng sinh, thoát khỏi hiểm ác các hoạn nạn, sinh trưởng nhất thiết trí huệ công đức, nhập vào biển đại bố thí, thấu đạt nghĩa của pháp, tu đủ các đạo, nương trí huệ hành được pháp tự tại, dùng thân không kiên cố, tu thành thân kiên cố. Giảng giải. Khi Bồ Tát bố thí tai mũi thì tâm của Ngài rất vắng lặng an nhiên. Sáu căn của Ngài cũng rất điều thuận, chẳng có chút nào chẳng tự tại. Bồ Tát thấy được chúng sinh gặp nguy hiểm và hoạn nạn, Ngài chẳng từ mạo hiểm để cứu tế chúng sinh thoát khỏi khổ nạn. Do đó mà sinh trưởng nhất thiết trí huệ, phương tiện khéo léo giáo hóa chúng sinh, tích tụ vô lượng căn lành công đức. Thực hành hạnh đại bố thí khó làm mà làm được như thế, như nhập vào trong biển đại bố thí, thấu rõ thông đạt đạo lý thật tướng của tất cả các pháp. Hết thảy nghĩa lý pháp môn, Ngài thấy đều tu tập viên mãn đầy đủ, nương theo pháp môn Bát Nhã tu chứng, hành Bồ Tát đạo cứu độ giáo hóa chúng sinh trầm mê, nhậm vận tự tại. Vì Ngài đã minh bạch tất cả các pháp, thấu hiểu tất cả các pháp, lại hay vận dụng phương tiện khéo léo tất cả các pháp, đắc được công dụng tự tại của pháp. Tuy Ngài bố thí tai mũi của mình cho người, nhưng Ngài đắc được thiên nhãn, thiên nhĩ, thiên tỷ. Đó là dùng nhục thân chẳng kiên cố, tu thành thân kim cang kiên cố bất hoại. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tai, đem các căn lành hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh được tai vô ngại, nghe khắp tất cả tiếng nói pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tai không chướng, thấy đều hiểu rõ tất cả âm thanh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tai Như Lai, thông đạt tất cả không bị trì trệ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tai thanh tịnh, chẳng vì lỗ tai mà sinh tâm phân biệt. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tai không điếc lãng, khiến cho rốt ráo không có sự nghe sai mờ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tai khắp pháp giới, đều biết pháp âm của tất cả chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tai vô ngại, khai ngộ tất cả pháp không chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tai không hoại, khéo biết các luận không ai hủy hoại được. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tai nghe khắp, rộng lớn thanh tịnh làm vua các tai. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ thiên nhĩ cùng với tai Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tai, vì khiến cho chúng sinh đều đắc được tai thanh tịnh. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tai, đem các căn lành của Ngài tu tập hồi hướng như vậy: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều được tai không có chướng ngại, nghe khắp âm thanh của mười phương chư Phật thuyết pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tai không chướng, đối với tất cả âm thanh không gian đều phân biệt thấu hiểu được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tai của Như Lai, bất cứ xử lý gì khi nghe được liền minh bạch, lỗ tai đặc biệt thông minh, chẳng có hiện tượng gì trì trệ được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tai rất thanh tịnh, chẳng vì thọ thanh trần mà sinh tâm ô nhiễm và phân biệt. Tâm Bồ Tát thường thanh tịnh vắng lặng, Ngài tuyệt đối chẳng bị lời lẽ tà kiến dụ hoặc, cho nên Ngài bố thí tai cho chúng sinh, cũng hy vọng chúng sinh đều đắc được tai thanh tịnh, sinh tâm thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh
được tai không điếc lãng, sinh ra tai chẳng bị điếc, sau này cũng chẳng bị nạn lãng tai. Nghe sai mờ, tâm ý hồ đồ, thấy việc chẳng rõ ràng, giống như nghe mà chẳng nghe, có mắt mà chẳng thấy. Hy vọng chúng sinh vĩnh viễn đều chẳng sinh tâm thức mù mờ, chẳng rõ ràng như thế. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được căn tai đặc biệt thông minh, nghe được pháp âm của chư Phật thuyết pháp trong khắp pháp giới. Một khi pháp âm lọt vào lỗ tai thì đều thấu hiểu. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được căn tai chẳng bị chướng ngại, nghe được pháp của chư Phật nói lập tức khai ngộ, thông đạt vô ngại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tai không hoại, khéo nghe được đủ thứ nghị luận. Dù có nghe được dị luận ngoại đạo cũng chẳng tổn hoại căn tai thanh tịnh của Ngài. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật đã từng nói: trong 3.000 đại thiên thế giới, hết thảy tất cả các thứ tiếng, tuy chưa được thiên nhĩ, dùng tai thường thanh tịnh của cha mẹ sinh ra, thảy đều nghe biết. Như vậy, phân biệt đủ thứ âm thanh mà chẳng hoại căn tai. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tai nghe khắp tiếng trong 3.000 đại thiên thế giới rộng lớn thanh tịnh, làm vua tai trong tất cả chúng sinh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được đầy đủ căn lành, đắc được thiên nhĩ. Bất cứ xa bao nhiêu, trên đến cõi trời hữu đỉnh, dưới đến địa ngục vô gián, tất cả âm thanh thảy đều nghe được hết, đắc được tai giống như Phật. Tai của Phật là viên dung vô ngại, tận hư không khắp pháp giới, chẳng có một thứ âm thanh nào mà chẳng nghe được. Những lời nguyện ở trên là của Đại Bồ Tát hồi hướng căn lành khi Ngài bố thí tai. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được tai thanh tịnh, nghe khắp pháp âm vô thượng của chư Phật nói. Chánh văn. Phật tử, khi Đại Bồ Tát bố thí mũi, hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh được mũi cao thẳng, được mũi tốt đẹp, được tướng mũi thiện, được mũi đáng ưa thích, được mũi tịnh diệu, được mũi tùy thuận, được mũi cao hiển, được mũi phục oán, được mũi khéo thấy, được mũi như lai. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát bố thí mắt tai rồi, tiếp theo lại bố thí mũi. Khi bố thí mũi, Ngài hồi hướng như vậy. Ngài nói: nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được mũi cao thẳng, đắc được mũi tốt đẹp. Mũi và các khí quan khác phối hợp rất tương xứng, không lớn, không nhỏ, không cao, không thấp. Được tướng mũi thiện, vì lỗ mũi sinh ra rất đẹp, khiến cho tướng mặt đều hiển lộ ra rất thiện lương, khiến cho người nhìn thấy vẻ bên ngoài thuận mắt, sinh tâm hoan hỷ. Được mũi đáng ưa thích, lỗ mũi sinh ra rất đoan chánh đồng đều, khiến cho người thấy được vừa hoan hỷ lại tôn kính. Sự ưa thích đó là thanh tịnh, tâm lý rất cung kính. Được mũi tịnh diệu, hình sắc bên ngoài lỗ mũi nhuần nhã, hình dáng lỗ mũi cũng rất tốt đẹp. Thần kinh khứu giác của lỗ mũi cũng đặc biệt linh mẫn. Được mũi tùy thuận, trong vô hình lỗ mũi có một sức lực hấp dẫn. Người tu đạo sinh ra được mũi tùy thuận, đối với việc hoằng pháp lời sinh có sự trợ giúp rất lớn. Tất cả chúng sinh thấy được vị pháp sư này thì họ sẽ rất muốn theo vị thầy đó tu học Phật pháp, và còn rất nghe lời chỉ dạy. Được mũi cao hiển, hình lỗ mũi này tục ngữ có nói là mũi quyền đảm. Mũi cao và thẳng, mũi tướng thiện, tổng hợp ưu điểm của mũi khéo thấy trở thành như mũi của Phật. Lỗ mũi là bộ phận quan trọng ở trên mặt của con người.
là chủ của ngũ quan. Con người ở trong thai mẹ, lỗ mũi cũng thọ hình trước. Tướng mũi sinh ra có thể tượng trưng cho tính cách của một con người, trung, gian, thành, trá, cũng có thể hiển bày ra vận mệnh giàu nghèo sang hèn. Người xuất gia tuy không coi trọng về tướng mạng, nhưng tướng tốt trang nghiêm, phẩm đức hợp thức ưu lương vẫn rất quan trọng. Tướng tốt là đời trước tu tập phước báo, là bên ngoài vô thường, cho nên cần phải dụng công trên phẩm đức. Phẩm đức là bên trong, ngày càng tăng trưởng, càng lâu càng bền vững. Nhục thân chúng ta phải có tướng tốt trang nghiêm, phẩm đức trang nghiêm, pháp thân vô hình. Người xuất gia tùy thời chú ý dung bồi pháp thân, ngàn dạng đừng làm lẫn, dùng hết tướng tốt đời trước tu được, cũng đừng cô phụ lợi ích của Bồ Tát hồi hướng cho chúng ta. Được mũi phục oán. Thứ lỗ mũi này trong vô hình, nó có một khí chất oai nghiêm, không nộ mà oai, khiến cho người một khi thấy được, tự nhiên sinh ra tâm kính sợ. Đầy dãy oán cừu, thấy mặt thì trong vô hình tiêu tan mất. Người có đức hạnh chẳng phải tại địa vị tuổi tác, họ nói năng im lặng hành động, tự nhiên chảy ra phẩm cách, khiến cho người kính sợ. Sự kính sợ này chẳng phải là sợ hãi. Sợ hãi thì khiến cho người xa lìa họ, mà là khiến cho người cung kính. Người xuất gia phải có sự tu dưỡng, dung bồi khí chất không nộ mà oai. Được mũi khéo thấy. Vì lỗ mũi sinh ra rất đoan chánh, ngũ quan tương xứng, hiển lộ từ tường đầy sắc mặt, khiến cho người thấy được sinh tâm hoan hỷ, cũng sinh thiện niệm chánh kiến. Được mũi Như Lai. Ngũ quan của Phật viên mãn như vậy, ưu điểm lỗ mũi của Ngài là trên đời chẳng có thể ví dụ được. Bồ Tát hy vọng chúng sinh cũng sinh ra có lỗ mũi như thế. Tóm lại, Bồ Tát tâm bi tha thiết, mong muốn mỗi chúng sinh đều viên mãn, thậm chí còn vượt hơn chính Ngài nữa. Lúc đó, Ngài mới yên tâm chứng quả Phật vào Niết Bàn. Bằng không, Ngài sẽ vĩnh viễn theo chúng sinh thọ khổ. Chánh văn. Nguyện cho tất cả chúng sinh được khuôn mặt lìa nét giận hờn, được khuôn mặt tất cả pháp, được khuôn mặt không chướng ngại, được khuôn mặt thiện kiến, được khuôn mặt tùy thuận, được khuôn mặt thanh tịnh, được khuôn mặt lìa lỗi lầm, được khuôn mặt viên mãn của Như Lai, được khuôn mặt khắp tất cả mọi nơi, được khuôn mặt vô lượng tốt đẹp. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí mũi. Giảng giải. Bồ Tát bố thí mắt tai mũi rồi, lại đem căn lành tu tập hồi hướng cho chúng sinh. Hiện tại Ngài lại cứ nghĩ đến ngũ quan tốt đẹp. Nếu chẳng có một khuôn mặt đẹp, thì đó chẳng phải là thiếu sót một cái gì lớn lao trong cái đẹp chăng? Cho nên Bồ Tát lại phát nguyện, nguyện cho tất cả chúng sinh được lìa khuôn mặt giận hờn. Giận hờn là khí phận uất trong tâm, biểu hiện ở trên mặt, khiến cho người thấy phát sợ. Bồ Tát nguyện cho chúng sinh đừng có khuôn mặt hung ác, mà đắc được khuôn mặt từ bi. Khuôn mặt tất cả pháp, tức giống như khuôn mặt của Bồ Tát, nhìn được khuôn mặt này thì tự nhiên sẽ minh bạch tất cả các pháp, sung kính tất cả các pháp. Khuôn mặt không chướng ngại, khiến cho người một khi thấy được bèn sinh tâm thuận lợi, tâm hoan hỷ. Khuôn mặt khéo thấy, khuôn mặt thiện lượng chánh trực, khuôn mặt tùy thuận, người tâm tính khiêm hòa thì khuôn mặt của họ biểu hiện rất tùy hòa, chẳng cố chấp, ở đâu cũng khiến cho mọi người vừa ý, cho nên người khác cũng nghe họ chỉ dạy. Khuôn mặt thanh tịnh. Khuôn mặt thanh tịnh có hai điểm đặc trưng. Một là biểu hiện bên ngoài thanh tịnh, sắc da bên ngoài nhoạn bóng, sạch sẽ, chẳng có bệnh hoạn gì hết. Mặt mày sáng sủa như trăng rằm.
thường hiện ra dáng vui vẻ tươi cười. Riêng về phương diện khác, phàm là người có tướng mặt hòa mục này thì nhất định là vị quân tử quá tâm thanh tịnh, phẩm đức thanh cao. Nếu là người xuất gia tu đạo, nhìn thì biết vị đó là cao tăng đắc đạo, công phu thiền định đã đến lư quả trần thanh, phương diện ba nghiệp tuyệt đối xa lìa tạp nhiễm, vì tướng theo tâm chuyển. Khuôn mặt lìa lỗi lầm, người ba nghiệp thanh tịnh thì xa lìa tất cả lỗi lầm. Tâm của họ bình dị, cho nên sắc mặt của họ tự nhiên, thường hiện ra biểu hiện hân hoan vui vẻ. Như thường gần gũi người tốt này thì sẽ được đồng hóa họ, cũng sẽ lìa khỏi lỗi lầm, làm người thiện lương thanh bạch. Được khuôn mặt viên mãn của Như Lai. Khuôn mặt của Như Lai chẳng phải văn tự có thể hình dung được. Các vị có thể đến chùa, vào chánh điện, bất cứ góc độ nào, bạn từ từ chiêm ngưỡng tướng vị Phật lớn chính giữa. Dùng tâm thanh tịnh, tâm tôn trọng, tâm cung kính nhìn tướng của Phật, tâm thần lãnh hội, thì bạn sẽ thể hội được tướng mạo của Phật viên mãn như thế nào. Khi bạn tiếp xúc đến thần quang của diện mạo Phật, thì thân tâm thanh tịnh, hân hoan vui vẻ, quên hết tất cả phiền não và tội nghiệp của thế gian. Sức cảm chiêu này là Phật đã viên mãn lục độ vạn hạnh trong quá khứ, tích tụ căn lành công đức thành tựu trong trăm kiếp. Bồ Tát phát nguyện hy vọng chúng sinh đắc được tướng mạo viên mãn của Như Lai, nhưng chúng sinh mê mờ chẳng chịu tu hành, chẳng nghe chỉ dạy, đó là cô phụ khổ tâm của Bồ Tát. Lại nguyện cho chúng sinh được khuôn mặt khắp tất cả mọi nơi. Ở đây chẳng phải nói khuôn mặt đắc được lớn có thể khắp tất cả ở mọi nơi, mà là nói bạn có đức hạnh, có nhân duyên, bất cứ đến đâu cũng đều được mọi người cung kính hoan nghênh, lại được khuôn mặt vô lượng tướng tốt. Cũng có thể nói là khuôn mặt sinh ra được viên mãn đầy đủ, chẳng có chút thiếu khuyết nào. Ở trên là hồi hướng căn lành tu tập của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí mũi. Hy vọng chúng sinh đắc được sự hồi hướng có khuôn mặt tốt. Chánh văn: vì khiến cho chúng sinh rốt ráo được nhập vào các Phật Pháp, vì khiến cho chúng sinh rốt ráo nhiếp thọ các Phật Pháp, vì khiến cho chúng sinh rốt ráo thấu rõ các Phật Pháp, vì khiến cho chúng sinh rốt ráo trụ trì các Phật Pháp, vì khiến cho chúng sinh rốt ráo thường thấy các Như Lai, vì khiến cho chúng sinh thấy đều chứng được pháp môn của Phật, vì khiến cho chúng sinh rốt ráo thành tựu tâm không thể hoại, vì khiến cho chúng sinh đều chiếu rõ chánh pháp của chư Phật, vì khiến cho chúng sinh khắp nghiêm tịnh cõi nước chư Phật, vì khiến cho chúng sinh đều được thân đại oai lực của Như Lai. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tai mũi. Giảng giải: Bồ Tát bố thí tai mũi cùng với sự hồi hướng căn lành của Ngài, mục đích của Ngài chẳng phải tham cầu công đức, mà là hy vọng chúng sinh khai mở đại trí huệ, chân chánh vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Lại hy vọng chúng sinh quyết thực tiếp thọ pháp của chư Phật nói, mà còn có thể y giáo phụng hành, nhiếp trì không giải đãi. Lại muốn khiến cho chúng sinh đều minh bạch pháp của chư Phật nói, không có nghi hoặc. Lại muốn khiến cho hết thảy chúng sinh an trụ vào pháp của chư Phật nói, vĩnh viễn không thối chuyển. Lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy chư Phật, gần gũi chư Phật. Lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều tu chứng được pháp môn của chư Phật nói, viên mãn quả vị Phật. Lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu tâm tin kiên cố như kim cang, chẳng có gì có thể chướng ngại phá hoại được. Lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều minh bạch pháp của chư Phật nói, đắc được chánh pháp nhãn tạng.
lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh thấy đều dùng công đức thanh tịnh trang nghiêm cõi nước của chư Phật. Lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được đại oai đức thân kim cang bất hoại giống như Phật. Đó là những sự hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tai mũi. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát an trụ vững chắc ở trong cảnh giới tự tại, có thể dùng răng bố thí cho các chúng sinh. Như thuở xưa, Bồ Tát Hoa Sĩ Vương, Bồ Tát Lục Nha Tượng Vương và vô lượng các Bồ Tát khác. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tâm tin của Ngài thâm sâu, nguyện lực kiên cố, buông xả tất cả không chấp, không nương tựa, chuyên tâm tu hành pháp môn bố thí. Ở trong cảnh giới nhậm vận tự tại, có thể đem răng bố thí cho chúng sinh. Thuở xưa có vị Bồ Tát Hoa Sĩ Vương vì khó xả mà xả được, nhẫn nại sự đau răng bố thí cho chúng sinh. Cho nên đời đời kiếp kiếp Ngài đắc được răng tốt đẹp nhất. Do công đức đó được gọi là Bồ Tát Hoa Sĩ Vương. Lại như Bồ Tát Lục Nha Tượng Vương, có một câu chuyện như vậy. Lúc Đức Phật còn tại thế, có một đời đã từng thọ sinh làm Đại Tượng Vương, tức Voi Chúa. Ngài sinh ra có 6 cái ngà dài rất trắng muốt. Một lần nọ, bị ông vua Ca Sa biết được, bèn sai 5 người chiên đà la đi lấy. Nếu lấy không được thì sẽ bị mất mạng. Họ vì bảo vệ mạng sống nên thân thể quấn y cà sa, ngụy làm sa môn, tay cầm mũi tên độc, vào trong núi tuyết chỗ con Voi Chúa Đại Tượng Vương ở để giết hại. Lúc đó voi mẹ ở xa thì có người vương cung bắn, lập tức báo cáo cho Tượng Vương biết. Tượng Vương nghe rồi nhìn xem, vì thấy đệ tử của Phật cạo râu tóc, mặc áo cà sa, ngược lại còn nói với voi mẹ rằng: họ đều đã lìa ác tâm, chẳng còn hại chúng sinh nữa, mẹ đừng có sợ. Lúc đó, những người chiên đà la thấy Voi Chúa không chạy trốn, bèn lấy mũi tên độc bắn trúng tim con Voi Chúa. Voi mẹ thấy tình hình như vậy, kêu rống to lên. Đàn voi nghe tiếng tụ tập lại, oán nộ muốn dùng chân đạp chết bọn chiên đà la. Voi Chúa không oán giận, dùng thân bảo vệ họ và hỏi họ tại sao bắn Ngài. Bọn chiên đà la bèn nói sự thật. Voi Chúa hoan hỷ, bèn dùng voi lôi hết 6 cái ngà dâng cho bọn chiên đà la lấy đem về phục mạng. Và còn nói với đàn voi rằng: ta thà bỏ thân mạng cũng chẳng khởi tâm giết hại chúng sinh. Lại đối với chiên đà la nói: này tôi đem ngà trắng bố thí cho các ông mà không phẫn, không hận, không sẹn tiếc. Nguyện đem công đức bố thí sẽ được thành Phật, diệt trừ bệnh phiền não của chúng sinh. Các vị, Voi Chúa tuy thọ bàn sinh thân thú, nhưng vì cầu quả Phật chánh đẳng chánh giác mà xả bỏ thân mạng không sẹn tiếc, còn biết cung kính người xuất gia. Đối với ác hành của họ cũng không báo thù. Chúng ta nghe qua câu chuyện này có sự phản ứng gì? Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, bố thí xả bỏ nội tài, ngoại tài, giống như vậy. Có vô lượng vô số các Bồ Tát khác, ở đây bất quá cử ra 2 vị Bồ Tát mà thôi. Chánh văn. Khi Đại Bồ Tát bố thí răng, tâm của Ngài thanh tịnh, ít có khó được, như hoa ưu đàm. Đó là tâm bố thí vô tận, tâm bố thí niềm tin lớn, tâm bố thí từng bước thành tựu vô lượng, tâm bố thí điều phục các căn, tâm bố thí tất cả đều xả bỏ, tâm bố thí tất cả trí nguyện, tâm bố thí an lạc chúng sinh. Bố thí lớn, bố thí tột cùng, bố thí thù thắng, bố thí tối thắng.
Tâm Bố Thí chẳng có lòng hiềm ghét thù hận. Giảng giải: Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí răng thì tâm của Ngài rất thanh tịnh, bình tĩnh, chẳng có chút vọng niệm nào, cũng chưa từng cảm thấy đau đớn. Trình độ an tịnh như thế thật là ít quá, giống như hoa ưu đàm, thời gian rất lâu mới nở một lần, thời gian nở lại rất ngắn. Người thấy được thứ hoa này cũng rất ít. Lúc đó, tâm của Bồ Tát sung mãn tâm bố thí vô tận, hy vọng mình có thể vĩnh viễn hành bố thí lớn. Lại sinh khởi ý niệm tâm tin lớn, dùng tâm tin nguyện lớn nhất bố thí răng của mình. Lại hy vọng có thể từng bước thành tựu vô lượng tâm bố thí lớn. Chẳng những chỉ có thể bố thí răng, mà thân tâm tính mạng của mình đều có thể xả bỏ được. Lại có thể điều phục thân tâm năm căn của mình, đều được an nhiên tự tại, chẳng cảm thấy chút đau khổ nào. Lại đối với tất cả nội tài, ngoại tài đều bố thí được hết, chẳng có chấp trước, cũng chẳng xẻng tiếc. Bồ Tát hành sự là dùng trí huệ để thực hành, vì nguyện lực tức là căn lành. Cho nên Ngài hành bố thí chẳng phải là mù mắt. Ngài phải quan sát nhân duyên rồi sau đó mới làm. Tất cả đều căn cứ vào trí huệ và tâm nguyện mà bố thí. Mục đích của Ngài bố thí chẳng phải là vì viên mãn công đức của mình, mà là vì khiến cho chúng sinh đắc được an lạc. Có tâm xả mình vì người thì tự nhiên Ngài sẽ viên mãn bố thí ba la mật. Bồ Tát thiết lập hội bố thí lớn, người khác xả không được mà Ngài đều xả được, người khác không làm được mà Ngài làm được. Cho nên pháp hội bố thí của Ngài là hội bố thí lớn nhất, vô giá, phong phú nhất, hội bố thí toàn thiện tột cùng nhất, hội bố thí thù thắng hơn người khác, hội bố thí thù thắng nhất. Nếu có người cần thân mạng của Ngài thì Bồ Tát cũng chẳng có tơ hào do dự bố thí cho họ, mà còn chẳng sinh chút tâm hiềm hận nào, thấy đều xả thí cho người xin. Bồ Tát dùng đủ thứ tâm ít có khó được như vậy để bố thí răng của Ngài. Chánh văn: Lúc đó Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy: Nguyện cho tất cả chúng sinh được răng trắng bén nhọn, thành tháp tối thẳng, thọ trời người cúng dường. Nguyện cho tất cả chúng sinh được răng bằng phẳng đồng đều, như tướng tốt của Phật, chẳng có hở thiếu. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm điều phục, khéo hướng về hạnh ba la mật của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh được miệng lành thanh tịnh, răng bóng trắng, hiển hiện phân minh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được răng trang nghiêm, có thể nghĩ nhớ, miệng được thanh tịnh, không có tướng xấu. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu đầy đủ 40 cái răng, thường tỏa ra đủ thứ hương thơm ít có. Giảng giải: Bồ Tát phát tâm ít có như ở trên đã nói rồi, lại đem căn lành của Ngài bố thí răng hồi hướng như vậy: Tôi nguyện cho tất cả chúng sinh được răng trắng sạch bén nhọn, có hình dáng giống như tháp, tiếp thọ trời người cúng dường thức ăn uống thượng hạng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được răng rất bằng phẳng đồng đều, ngay hàng giống như Phật có tướng tốt về răng, không hở cũng không thiếu khuyết. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân tâm an nhiên, năm căn điều thuận, chẳng cấp tốc thù thảo, cũng chẳng nổi giận, nhu hòa khiêm nhường, khéo tu tập các hành môn, hướng về lục độ vạn hạnh của Bồ Tát tu. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được nghiệp miệng thanh tịnh, thường nói lời chân chánh, răng trắng khiết, răng rất bóng sáng, hiển hiện phân minh rõ ràng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được răng đoan chánh toàn mỹ, miệng cũng đặc biệt thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu đầy đủ 40 cái răng. Tại sao phải nguyện cho chúng sinh đầy đủ 40 cái răng?
vì 40 cái răng rất khó có được. Là bậc đế vương đại phú quý mới sinh ra có đủ 40 cái răng. Phật là đấng pháp vương, bậc đại giác phước huệ đầy đủ, cho nên Ngài có 40 cái răng. Ngài Thanh Lương Quốc Sư tả Kinh Hoa Nghiêm sớ sau là Bồ Tát Thị Hiện, cũng có đủ 40 cái răng. Vị đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng này, Ngài cũng hy vọng chúng sinh thành tựu đầy đủ 40 cái răng. Các vị, mọi người hãy mau phát tâm tu hạnh Bồ Tát, bằng không khiến cho Bồ Tát thất vọng thương tâm. Ở trong răng thường thường tỏa ra đủ thứ hương thơm ít có. Thứ hương thơm đó rất tự nhiên từ trong răng, theo sự hô hấp nhẹ nhàng tỏa ra trong không khí.